iPhone 5 được buộc dây chun thành các bó lớn chờ khách buôn đến lấy. Chúng được gọi là hàng đóng mới. Hàng đóng mới và hàng nguyên bản là những thuật ngữ rất quen thuộc tại chợ đầu mối Vinh Cơ, Móng Cái. Loại iPhone đã qua sửa chữa, thay thế thì tùy vào tình trạng phải xử lý nhiều hay ít, công nghệ xử lý phức tạp hay đơn giản, mà nó được gọi tên theo các mã số khác nhau 1978, 2013. 98 là như nào? Làm con cái nào cũng bị dịch luôn. Thần thánh nhất trong làng iPhone giả hiện nay là công nghệ câu dây đồng. Máy nó chập máy hết rồi. Anh thực kiện nó rẻ tiền, màn hình nhớ cái màn hình thường màn hình 400 tệ, nó thay cái màn hình 200 tệ, nó xanh hết rồi nhỉ. Con này là con để chứa email. Nghĩa là chỉ bằng vài mẫu dây đồng có thể tạo ra một cái iPhone giá rẻ bằng một nửa những cái iPhone giả khác. Đóng con này xong thì đậy cái lòng này vào thì đâu ai biết được đâu. Các sợi dây đồng được đấu hàn sâu vào trong các bo mạch, sau đó lắp lại với cái nắp lưng điện thoại có hình trái táo khuyết. Sau khi đã đựng được một cái iPhone hoàn chỉnh, phải tạo số email cho máy. Cách ẩu nhất là tạo ra một dãy số bất kỳ. Và đương nhiên, dãy số này không thể nào kiểm tra được trên trang chủ của hãng Apple. Nhưng tinh vi hơn là cách sử dụng những số email của những chiếc iPhone cũ đã hỏng, đã bỏ đi từ lâu. Theo các chủ buôn iPhone ở Móng Cái, các loại iPhone dựng, iPhone đóng mới này đều nhập chủ yếu từ thẩm quyến Trung Quốc. Khách chỉ cần đặt trước một ít tiền là 2 đến 3 ngày sau sẽ có hàng. Tất nhiên nó sẽ là loại được bọc ni lông và buộc dây chun như thế này. Nói đến đây thì chắc hẳn nhiều khán giả vẫn có thể băn khoăn rằng lúc mà chúng ta mua về thì chiếc iPhone vẫn nguyên hộp, bọc kín ni lông. Vậy thì sao có thể là hàng giả, hàng nhái hay là hàng đã được chế biến như trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi? Quý vị có thể sẽ phải nghĩ khác ngay sau khi xem đoạn hình dưới đây của một khán giả công khai trên mạng về công nghệ bọc ni lông cho những chiếc iPhone. Vâng, và như vậy là sự thật đã rõ. Tôi nghĩ rằng là người sáng tạo ra chiếc iPhone cũng phải nể phục những thủ thuật trong phóng sự mà chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị trong bản tin tài chính tiêu dùng ngày hôm nay. Tuy nhiên, vẫn có những thông tin tích cực cho những ai muốn sở hữu chiếc điện thoại này. Hãy đến với thông tin sau.